Trời ơi, hơn còn thấp luôn rồi. Nam mô nha. Rồi đi thôi. Rồi tôi đang đâu đây? À, chúng ta đang trên con đường gọi là đi về thăm ngoại. Vâng, trong một cái đêm thanh vắng giữa một cái rừng không có ai cả nha. Và thế là trước mặt tôi là nhà ngoại. Đấy, nhà ngoại kia, cái đèn đang mở, bà ngoại còn thức. Và tôi cứ thế đi tới, có gì đó rất là lo sợ. Từ từ nhìn, cảm thấy được sống lưng nha. Có cái điều gì đó bất ổn. Và tôi đã nghe tiếng bước chân. Và bà ngoại kia, chết mẹ rồi. Đây quan mọi người à. Có chết mẹ rồi. Thế chế độ này không hứa nha mọi người. Từ từ, cái này ấy phải luyện đó. Có chết mẹ tối 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 tăm gì luôn hả? Ê, bà đùa với tôi à? Oh, hello bà. Hello bà già nghèo khổ giữa chị đông cô đơn. Con đi đây bà ơi. Đi bà ơi. Đi đây bà ơi. Bà già nghèo khổ giữa chị đông cô đơn. Hello bà, trời ơi, cái gậy của bà kìa. Hello ngoại. Ơ bà làm gì? Ngoại ơi. Hello. Bà ơi. À, bà ơi. Bà ơi. Bà đi rồi. Bà đi rồi mọi người. Bây giờ bà quay lại rồi. Bà quay lại rồi. Tiếng nhạc còn mà sao mà ấy được. Ê sao? Sao tối thui vậy? Mà hình tối. Rồi chết mẹ xuống nữa. Rồi tiếp. Lúc này không có gì cả. Tại lâu quá tôi mới chơi lại, tôi cũng hơi rén. Do you want to play hide and seek? Ôi, bà xuống rồi nào vậy? Má bà ghê thiệt. Rồi xong má chơi gan gấu luôn rồi. Rồi rồi sao đi đây? Bà thắng gan gấu rồi chết mẹ em rồi đây. Thế được à? Cái gì vậy? Thế kia. Khôn thế. Trời ơi. Ôi bà ơi. Thế bà chơi vậy à? Chơi lại chơi bà. Điệt con mẹ bà. Thế bà già như quỳnh què mọi người à. Rồi đi. Trời má ơi. Em là bạn chung luôn ghê vậy em. Hello. Hello bà già. Bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn.
Cái gì vậy? Cái miếng thịt này để rượu ấy nè. Không có, không có gì hết. Trời ơi, bà đâu rồi? Tôi sợ bà qua đây với ta. Tôi có cảm giác như bà đang qua chỗ này với mọi người. Cảm giác như bà đang qua chỗ này á. Rồi má, gần rồi, gần rồi, gần rồi, tôi nghe tiếng rồi đó. Má ơi, thấy ghê quá mọi người. Má ghê thiệt, bà già ơi. Chưa kịp làm quần què gì, bà dí ngay cầu thang rồi. Bà ơi, bà có không nhỉ? Có cái cán súng rồi mọi người. Mở. Đây. Nè, con gấu của con gái bả mọi người, nếu tôi cầm con này lên nha là bả sẽ điên cuồng chí tôi như điên luôn á. Cái này cái gì nhỉ? Cái nào răng là cái gì? À, là cái gì đó, kéo biết nữa. Chết cha ba, chết cha rồi. Ngộ ghê á. Cầm con gấu đi anh. Thôi giờ lấy cán súng nè, chị xuống ráp cái súng trước. Hello bà già nghèo khổ chứa chị đông cô đơn. Bà cầm cái cây ghê quá bà ơi. Bà nghèo quá mà cầm cây và quấn kiếm tiền à. Cái gì vậy em nói cuồng què gì em? Em nói cuồng què gì vậy? Em đang nói cuồng què gì thế? Rồi. Đi đi nhanh lên nha. Bà đi chưa? Bà quay lại là ăn cướp đấy. Bây giờ mình phải làm tuần tự mọi người ạ. Ơi, đi nha bà ơi. Dụ bà một cái nè. Đấy. Dụ bà qua đó một phát. Con qua đây con lượm đồ đây. À, khoan bây giờ tôi muốn chơi cái có con nhện của bà dạy ở đây á mọi người. Bà thấy con nhện á, tôi sẽ chơi ending con nhện nha. Ừ bản gốc đấy, ừ bản gốc đấy Ruki. Trời ơi có gắn súng luôn, hay quá, ngon. Còn thiếu một cái nữa thôi là đầy đủ một bộ nha. Cần cái chìa khóa xe là cái quần què gì? Giờ tôi sẽ dụ qua hai ba bên đi. Đúng rồi, tôi dụ quá thôi. Không, tôi không chơi anh điên này. Bây giờ tôi cần phải dụ bả trước nè. Rồi mời bà. Hello bà già. À không, tôi cần này đâu trời.
Không phải cá thu cần rồi mọi người. Trời ơi, bà thả lan gấu nữa kìa. Hello Tú Anh nhá. Chúng ta hello mấy lần rồi. Hello bà già. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm á. Tóc bà trắng à, bà trắng như mây nè. Cháu ghét bà, cháu nắm bàn tay, cháu vả vô mặt, cháu ghét bà sắp quýnh cháu. Good, good, good. Rồi, rồi, đi, đi, đi nhanh lên. Rồi, Esco mọi người. Cảm ơn tí. Nghĩ ghê vậy em. Em phối hợp nhiều dữ rồi. Nãy mới uống, mới ăn tô mì xong giờ đi nhậu rồi, ghê thiệt. Anh nghĩ cái cục lăn này là để gắn ở ở dưới nè, là gắn dưới chỗ con nhện ấy, con nhện con bà già đấy. Rồi ở đây để chơi ending con nhện nha. Đi quỳ là hợp lý. Cái gì? Ủa vụ gì? Nói tới vụ gì? Cái gì vậy? Chưa hiểu. Rồi nhanh lên. Trời ơi. Chết mẹ rồi, ba thả răng gấu gần quá. Anh à, gấu gần quá à, vậy hả? Trời ơi, tôi đang tập trung game này chơi phải tập trung cao độ mọi người. Một chút gọi là lơ mơ là hốt tất liệt đó mọi người. Rồi đến vụ qua kia trước, mọi người coi chiến thuật của King Gaming nè nha. Hãy xem chiến thuật của tôi nè, tôi sẽ không để mà bắt được tôi đâu, tôi hứa với mọi người. Chờ chút xíu đi, đợi bảo âm kia đã. Rồi đi chưa? Đi rồi đúng không? Giờ tôi sẽ qua đây. Giờ tôi sẽ quăng này xuống. Rồi chạy về kia liền, thần tốc luôn, chiến. Rồi đó, bà sẽ đi bên kia xuống, tôi sẽ đi bên đây lên nha. Hết hồn. Chiến thuật tôi thấy bả là nấp, thấy bả là chạy. What the fuck em. Nhưng mà vấn đề là chết mẹ rồi, chết mẹ rồi, chạy dưới liền, chạy dưới liền. Bà tới, bà tới. Rồi qua đi bà ơi. Sao? Rồi ok. Ở đâu bên kia đúng không? Tôi sẽ đi bên đây dụ bà.
Từ 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 mọi người. Ủa, đi liền nhá, liền luôn, ngã gì liền nhá. Cái kìm này hả, này là bẻ bẻ cắt ngón tay vải nhé. Ừ, ok đi đó mọi người, hurry up hurry up trước khi phải đi lên. Hurry hurry hurry. Tự nhiên cầm cầm cái kéo theo chi diễn viên nữa. Rồi rồi làm sao bà ơi, anh lên rồi, anh lên rồi. Má thằng gấu nữa kìa, thời ghê quá, thời ghê lắm nha, cháu nể bà đó. Rồi trong lúc bà đi đi qua rồi tôi đi kiếm đồ tiếp mọi người. Mẹ ơi, bà ơi, bà cháu ghét bà lắm á. Số 2 à, rồi ăn cướp rồi, ăn cướp rồi. Nghe tiếng động nhiều quá mọi người, nghe tiếng động nhiều quá rồi, hiểu được. Gì tiếng động nhiều vậy? Ủa sao nó nghe cọc kẹt ra? Ủa sao nó nghe kêu cọc kẹt là sao? Còn má nữa rồi, má hoang mang vậy, kỳ vậy. Này tiếng cọc kẹt ở đây đéo được rồi. Không sao không sao, miễn là mình phải trong tầm nhìn của mình vẫn thoát được. Gì? Bố mày đúng. Đẩy sạch luôn. Quá. Ê. À quên, tưởng nó quăng sách luôn chứ. Rồi đi qua đây. Rồi. Đi qua. Còn sao, theo tính toán của tôi phải không đi kịp đâu. Theo tính toán của tôi phải không đi kịp đâu mọi người. Theo tính toán của tôi đi nha. Phải không lên đây kịp đâu. Không đi kịp đâu mọi người. Ừ.
Trời ơi má. À, còn ở bên kia. Thế thì được. Tôi phải dụ quả tiếp rồi. Rồi. Chào bà bển đã. Đợi xíu rồi đi chào bà bển cái. Đúng rồi, như rồi. Bộ xoay chuột màn hình có vẻ lắc anh nhỉ, lắc đâu lắc đâu, em đang mượt mà. Không, phiên bản đó không không giấu đồ, mọi người không giấu đồ nha. Được chưa? Giờ tôi sẽ đi qua đây để dụ bả cái. Xong. Rồi canh me phải đi xuống cái mọi người. Để coi đi bao lâu. Lâu đấy, bỏ xuống lâu đấy mọi người. Thế là coi thử bên đi bao lâu đấy. À, bà đi kìa. Bà đi xuống, bà đi xuống á. Vậy mình đi lên lên đây thôi. Lấy cái chìa khóa kia. Rồi. Quý ai du, ừ cháu đây nè. Cháu đây nè bà ơi. Rồi má ba thang gấu rồi bà. Đi rồi. Ok. Nha. Tao đi nha. Mời bà đi giùm con. Bà đi chưa nhỉ? Trời ơi má, khả năng gấu nữa rồi. Rất chi là hợp lý. Rồi. Rồi TV à? Ok. Gì à? À cái này để gắn cái kia. Rồi ok. Ok mọi người đi nha. Ok. À, bỏ đó đi. Đù. Rồi. Đi đập hả? Cẩn thận nha. Tối thấy không thấy, không thấy đường đâu. Phải được chỉnh thử rồi chứ màn hình không được, để chỉnh được. Này mà chết rồi như thôi luôn. Quên. Ôi khá chuyển nhạc rồi cho mình niềm tin nè. À. Tôi thấy đéo thấy gì cả.
rồi, ôi thế là chết con mẹ rồi. Rồi, số tôi là xác định nè mọi người. Đánh hơi ghê quá. À, đánh ghê chứ. Cái đó là con gái của bà Randy á mọi người. Nha, con gái bà Randy á. Đi sao nhỉ? Lũ. Ôi. Đó có gì? Đi về tìm đồ mọi người. Giờ chúng ta sẽ đi tìm đồ dưới này nhé. Hãy xuống nè. Rồi chờ bà ơi, chờ ấy. Nó lên vậy. Cái nhạc tới gần là nó tới gần mọi người. Tức là cái nhạc càng lớn rồi càng tới gần. Đúng không? Không sai được. Hợp lý nha. Ê, ghê thiệt. Chờ đi ra hẳn nè. Bình tĩnh chơi chơi mọi người. Hello. Tôi cần cái crank đúng rồi. Cái bánh quăng, cái bánh lăng nè. Rồi cái con quay á. À con này chắc nó báo gì biết đấy. Cái đó là con gái của bà đã đi rồi mọi người. Anh để ý chân con nhện nhé. Ok. Quá à. Khoan, bây giờ mình cần đi hết chỗ này để mình cần làm cái gì đã rồi hãy đi lên đi mọi người.
Rồi chờ đi qua thôi. Có kìa đúng không? Ông rồi đi ra cái đường đi về mà trời lộn rồi nó chơi quá cái quán gà mọi người. Ôi má sao vậy, nó nghe được luôn hả, ghê vậy. Nó bản PC rồi ghê á. Ủa bản PC còn hơi bị ghê vậy mọi người. Rồi má đứng ngoài đường ngoài kia luôn rồi. Kéo đi luôn. Đi lên đi lên. Số 2. Rồi. Cái này. Để phải đi về kia đi quay rồi mọi người, có tay quay kìa. Đi ngủ đúng không? Ok Thanh. Ok mọi người chơi một lúc nữa nha. Ừ. Rồi xuống. Thì cũng tối rồi mà tôi cũng hiểu mà không sao đâu. Rồi bây giờ phải tìm được đi qua đó, bật chế độ thần tốc thôi mọi người. Come on. Nó tới kìa. Bởi vậy nãy tôi mới hỏi mọi người là có chơi có coi tiếp được không đấy. Ừ. Rồi đợi xíu đi. Ok ai mệt thì nghỉ trước nha, để tôi ráng phá cái này đã. Nó vô được không nhỉ? Miếng thịt là trời. Sao miếng thịt lại làm một cách lộ liễu vậy được? Rồi chờ đi qua mình chạy thôi mọi người. Hello Niu. Ừ nói chung thì ai xem được cứ xem tiếp nha. Rồi nó có qua không vậy trời? Nghe tiếng chân rõ ràng luôn. Chờ đi qua đã mọi người. Nó phải đi qua rồi mình mới làm việc được. Hết hồn. Cảm ơn Niu nha.
rồi. Ok, mình sẽ đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài sân thôi mọi người. Còn miếng thịt đấy nữa. Thích phải mang cái này xuống này. Rồi, đi. Giờ phải kiếm được cái súng nữa mới đỡ. Kiếm được cái súng mới đỡ mọi người. Nhanh. Trời, cái búa làm gì? Lấy búa đập à? Lấy búa đập nhau à? Okay. Rồi, đi thôi. Ừ, bố này đập phát là ngất ngay luôn nha. Trời đất, mẹ ơi. Bà già mà khôn vừa thôi bà ơi. Khôn quá. Khôn hết phần cháu luôn. Bà. Là già mà khôn thế. Đập được thì đập lâu rồi chứ chi phải nhanh thế. Đập cái máy rồi không thể nào tin được. Nãy giờ chưa có đường gì hết trơn mọi người. Nãy giờ chỉ mới là khám phá thịt đường đi thôi. Bây giờ phải kiếm được cái súng mới 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 đỡ cực. Nhanh. Quay về liền. Rồi chạy bước đi cho mọi người, chạy bước đi, chạy bước đi á. Chạy đi cái. Nhà mã bao nhiêu gian nhiều lắm em ơi, như mê cung luôn ấy. Như mê cung huyền bí luôn đó em. Nha. Luôn chứ chi cho lâu lắc thế. Rồi đi lên. Cái người con mẹ nó thiệt luôn ấy. Rồi qua đây bà ơi. Rồi qua đây. Sao chưa à, quên ha, nãy lấy cái búa đập cái camera được rồi chứ. Trời ơi, quên nữa, quên vụ lấy cái búa đập camera nữa chứ. Quên quên.
Chờ chút mọi người, chờ chút. Đây nè. Đó, chỗ này nè. Nó sẽ tới đó. Rồi. Nhưng mà như vẫn chưa chưa được sao cầm cái kéo cắt vậy, cổng hay sao á. Ôi trời ơi, má ơi gần quá. Kêu vô đi, vô check lại coi. Rồi. Trời mẹ tôi đi mấy lần luôn á chứ không phải đi một lần đâu. Còn à, hồi đi bố chỗ kia chứ mà cầm cái bố chỗ kia chắc nữa. Cái kéo à, nó cần cái kéo cắt nè để mở cái ấy. Chết mẹ, cái kéo nó quăng đâu trời. Rồi lên đã, lên đã, lên đã, con mẹ khẩu nghiệp lên đó. Rồi má ơi. Xuống mà cái chân nó muốn cà nhắc là hiểu rồi đó mọi người. Ui. Má ơi. Nhảy xuống nhiều quá chân đi cà nhắc luôn rồi. Thấy nhảy thêm lần nữa rồi có khi chết luôn đó mọi người. Ôi. Rồi đi cả nhắc luôn rồi nè, thấy không, vậy là phải rút kinh nghiệm không có đi như vậy nữa. Trời ơi, cái chỗ này nó khóa rồi, mình phải lấy cái búa lại mọi người ạ. À, bực ghê luôn á, nó cứ lằng quằng những cái như cái bồng lai tiên cảnh gì trời. Đấy, đi cài nhắc luôn rồi, có như kéo bên đây nè, đây đây đây, đây đi, đi lên cắt thôi. Quên quên quên, giữ bạn, giữ bạn, mày xin giữ bạn cái. Nhanh xuống chưa? Thôi cảnh sát đang xuống, mình đi đi, canh lúc nó đang ấy mình đi liền. Như cái kéo này như cắt xích được luôn á mọi người đúng không? Cái kéo này cắt xích được không ta? Nghi mê. Ừ thì nói thẳng ra cũng mê đấy chứ. Hồi nãy là chơi game kia nhưng mà chiều lòng anh em chơi thêm game nữa. Cắt xích được đúng không? Được, vậy là tí nữa cầm xuống dưới cắt luôn. Giờ phải đi quỳ, đi quỳ mới an toàn chứ đi kiểu này là không an toàn tí nào cả. Rồi
xong rồi mình sẽ quăng cái kéo xuống dưới đây. Rồi tôi sẽ nhặt cái chìa khóa và đó là điều tôi sẽ làm nhé. Con ốc tức kìa, thấy tôi rồi, bà thấy tôi rồi, giờ mà nhảy xuống dưới nữa là không không đi kịp luôn á. Giờ nhảy xuống là càng nhắc nè, đi nhảy được mấy lần thôi. Đi đường kia thôi, chờ một chút này. Thả nàng gấu ngay đó là đi thế nào được nhỉ? Rồi, chờ đó thôi, chờ đi qua xuống liền. Ok, có nghĩa an toàn nhé. Các khi gì lấy quần què gì ta? Các khi gì lấy cái gì? Các khi là mà như cấp xe ấy. Khi em cấp xe à? Ông cái đấy là cái súng vô. Hello. Chết mẹ, nãy tôi quăng cái kéo đâu rồi? Thôi thôi thôi, cái này là không phải cái mình cần rồi. Không phải cái mình cần rồi. Đi lên kiếm lại nè. Đây. Đây kéo rồi. Không biết được hay không, nhưng mà ưu tiên mang kia xuống trước. Rồi đi qua thôi. Ở đây. Đúng rồi, vụ qua đây mới đúng nè. Vụ nãy vụ lộn rồi, vô đó mới đúng. Để mình qua bên kia xuống gắn cái kia nữa. Nói chung mà cũng hơi đi cũng hơi lâu quá nha. Đi vài bận luôn á. Rồi đi. Ủa, cái đó tôi mở cái gì vậy ta? Không nhớ thì mở, cái đó mình mở cho mục đích gì luôn á mọi người. Không biết cái nó mở cho cái gì nữa, nó quên rồi.
mở cái cửa đúng không? Mà cái tiếng nhạc gần quá. Đây 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 đây, nó tới kìa. Không biết cái dặn nó mở cho cái gì á. Mình thì chắc phải đi một vòng mới biết được. Ok, chờ xíu mọi người, tôi đi toilet cái. Tôi đây thấy chơi hấp dẫn rồi đó. Rồi để toilet cái nè. Quay lại đây. Ok, đi. Nó đâu rồi nhỉ? Hình như nhớ vậy. Nó mở cái gì vậy? Tú Anh còn xe đúng không? Tú Anh còn đó đúng không? Trời ơi. Rồi, tôi lại. Rồi. Trời ơi mẹ. À không, canh lúc nó đi quẹo liền mọi người. Canh lúc nó đi quẹo lửa liền. Đúng rồi. Ủa, Tú Anh em còn đó không? Cảm ơn Hương nha. Đi liền đi. Ờ, hình như này đường mới à. Đường mới à. Chết mẹ, hồi nãy tôi vặn đâu tôi quên rồi. À đây à. Trời. Ủa tôi chắc. Cảm ơn Hương nha. Vô được sao mà lại vô được chứ? Thôi làm như ấu. Hồi nãy cái trong cái là gì vậy? Quên coi nữa. Quên coi trong cái là gì?
À sếp, à không trời, không phải cái mình cần. Giờ đi lấy bỏ, đi bổ dưa hấu rồi mọi người. Ủa đi nhanh vậy? Ủa bà đi nhanh đấy. Mày dạy đi nhanh nhưng mọi người phải đi nhanh đấy. Ồ má ơi nhanh thiệt. Cầm trái dưa hấu và đi chặt dưa hấu thôi. Lấy heo à? Lấy heo là mình về gì? Ok. Rồi đấy. Như vậy thôi. Giữ bạn như bạn. Rồi, qua đây, qua đây xem. Tiếp. Ok nha. Rồi thôi mình sẽ đi đi gắn đồ lên. Rồi mình kia xem. Đây nha. Mọi người quay làm cái đây. Gắn đoạn thôi. Rồi bánh kỳ ngon, kỳ là ngon rồi. Bánh kỳ là ngon. Rồi ngoại đâu? Qua đây ngoại ơi. Bị nhá, chờ ngoại qua xử nó. Ok.
chờ bạn ngoài bà ngoại qua bà bán cái bóp. Yes, 1 phút à, 1 phút, 1 phút, 1 phút, 1 phút, 1 phút để xử lý. Chúng ta có 1 phút các bạn ạ. Rồi 1 phút thôi. Nó xịt cây kìa. Ngon. Tốt. Tốt 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 tốt. Có đồ nghề đầy đủ rồi đấy. Giờ mình cần phải gây mê bả thêm một phát nữa mới được. Giờ như bạn đồ ăn kiếm đồ. Hết hồn. Tôi đi vòng chi lẹ mới được. 1 phút và tỉnh dậy. 1 phút. Không quên còn lấy búa để làm kia nữa chứ. Tại sao lại quên được? Cây rồi đủ, tôi nó đủ rồi đó. Nó hết hồn rồi. Bây giờ mình sẽ đi từng cái một để ra Rust bắt lóc kia. Rồi qua đây bà ơi. Ngoại ơi. Ngoại à. Qua đây ngoại ơi. Ngoại ơi. Bà ngoại đâu rồi? Rồi đi từng cái một. Khoan cái từ nhưng lúc bà xỉn thì ra có gì để coi nè. Ok súng rồi, tốt. Ok rồi đó, có súng rồi. Rồi bây giờ đi qua kia trước đã. Rồi nha. Bà tới. Em mới thể chơi mà chán quá, năm ngày vẫn thua, vậy qua anh chơi nha em. Không sao đâu em, chỉ cần em nắm được cách chơi em sẽ thấy hay nha. Không sao đâu, khi em đã quen rồi em sẽ biết cách chơi thôi. Đúng đúng đúng.
Rồi qua chưa? Ui. Ôi, má ơi, chém nữa là chết rồi. Ủa nó quẹo đâu à? À nó quẹo à. Không biết nó đi hướng nào, không dám đi. Phải biết nó đi hướng nào mới được. Không, mới trời còn sớm mà. Ngày thứ hai. Ừ, xui chưa. Trời chết cha, rớt chìa khóa rồi, cứ đi lụm lại thôi. Nếu à nếu vậy đi qua đi 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 xuống kia lấy cái cây gỗ luôn. Khoan từ từ tôi nhớ rồi. Hồi nãy cái cây gỗ là nằm đâu ta? Hồi nãy là à nằm ở dưới ấy. Ok. Bây giờ để coi bà ở đâu nè. Để coi ngoại hướng nào nè. Để coi ngoại hướng nào qua bà ra. Rồi bà tập kích, bà tập kích ngay 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 tủ rồi chết mẹ luôn á. Đây đây đây, đây coi anh chơi nè. Không biết bà ở hướng nào nữa. Rồi bà bên đây nè. Chắc luôn. Giờ phải đi lấy lại chìa khóa ra. Đúng rồi. Dạ, bà đi đường đó đúng không? Vậy tôi đi đường này. Ok. Không sao cả, không sao mọi người, không sao mọi người. Không sao nha, có cách hết, có cách hết. Vậy rồi này. Rồi đây bắn nó. Rồi xong. Đấy. Trời ơi bà né con coi. Cái bà già này. Né quá. Né. Thấy cái chân bà dính, trời bà dính cho tôi luôn rồi. Hay rồi. Giờ đi về đi lấy cây gỗ kia đó. Đây, lấy cây này. Giờ sẽ đi qua đi ra ngoài kia ấy. Một phút để xử lý thôi. Nhanh nhanh trước khi xuất hiện đấy. Rồi lúc này làm gọn nha. Nó giật quá luôn. Giờ chờ đi qua thôi mọi người. Lần này phải cẩn thận hơn. Lần này phải cẩn thận hơn. Không giết được nha, không giết được. Ui. Rồi má biết sai vậy mà nó vẫn nghe à. Gần em ơi, gần rồi. Anh gần rồi đó. Anh gần tới mục đích của anh rồi. Bây giờ phải quan sát nó ở đâu đã. Chúng ta không thể đi mà không biết nó đi hướng nào. Đúng rồi, đó đang đi rồi. Rồi
Vâng. Đi đây, đi đây, đi đây, đi. Đấy, đường này không, đường này không được. Hơi vô đây không? Hơn đây rồi chen à, chen cất tơ cái kia, cái kéo không được rồi, nó cần thêm cái à, rồi phải lấy cái thêm cái cây, cái kéo cắt xích nữa mọi người, kéo cắt xích khác như cái kia nha, cái kia là cắt dây thôi, giờ mình còn thiếu cái cắt xích nữa, còn thiếu cắt xích nữa là được. Nó ghê luôn á, nó biết đi đường nào luôn á. Xong cái lò của tôi nãy rồi. Trời ơi, chán cái lò ghê. Rồi. Nó mất tiếng luôn rồi. Giờ tìm được cắt xích, giờ không biết như nào mới hợp lý nha. Giờ phải đi kiếm cái búa lại đã. Thấy được cắt xích là nằm đâu đó bên đây. Cái ô kia tôi biết hay sao, đúng rồi tôi biết á, không biết nó có gì nữa mà anh nghĩ cái đó chứ không phải cái kéo đâu, không cái đồ cắt xích đó nha, cái kéo không cắt được nha mọi người. Đi qua đã.
không đi qua à? Đi qua là khó đấy. Phải đi qua mới được. Không, bây giờ anh cần có vài việc làm trên này trước đã. Anh cần có vài việc làm trên này trước rồi mới xử bà ấy kia sao. Rồi, bà đâu? Vô. Bắn cái để tôi đi kiếm vài món đồ cần thiết ấy. Sao? Quay từ tôi nhớ rồi, lại quên rồi, định đi đâu ta? Nhớ rồi, hồi nãy là tôi định đi kiếm cái búa, anh quăng búa đâu trời? Anh quăng cái búa đâu ta? Chết cha rồi, nãy kiếm cái búa nè. Đây rồi. Rồi về lại mọi người. Bảo tỉnh rồi đó, tỉnh rồi đó. Vậy chứ một phút lẹ lắm đó. Rồi. Giờ tôi sẽ về bển. Tôi sẽ đi kiểm tra vài chỗ cái này. Những cái chỗ mà dễ tìm trước. Đó, vụ bả. Đúng rồi, cái nơi cũ hay ấy. Bà đi dụ bà đã. Rồi. Chờ bà xuất hiện thôi mọi người. Xong rồi tẩn bà liền nha. Với tôi một phút là đủ để mình làm việc rồi. Đấy. Xong. Rồi đi ra giải quyết công việc thôi. Randy is now gone một phút. Ghê vậy. Ơi thuốc cho chim ăn thôi mà. Trời má. Cái gì vậy? Lỗi à. Trời ơi bà té. Mệt bà ghê, bà té rồi cái tiếng động hơn gì nữa. Thức ăn cho chim à, cho chim liên quan gì? À thế luôn rồi, quá chi hợp lý. Nói chung là mình phải kiểm tra hết mấy khu vực gần rồi đã. Ừ, nói chung là giờ mình phải kiểm tra hết tất cả khu vực gần. Cái gì mà chưa mở kiểm tra hết một lần hãy đi xa rồi mọi người. Đó bà tỉnh rồi, bà tỉnh rồi kìa. Bà tỉnh rồi, thấy không, nhanh lắm. Một lẻ lắm mọi người ơi. Ừ, tiêm chip cho bà thuốc gây mê nè. Rồi, mời bà ngủ ngon nhé. Khoan, đi đâu quên rồi. Tôi cứ lo sầm quần rồi tôi lại quên. Hồi nãy tôi định. À, cầm remote. Cầm remote. Ok. Trời ơi bà ơi, tội bà quá.
Rồi. Được chưa? Đấy. Phá đảo rồi mọi người. Rồi xong, phá đảo rồi. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nhá, tuyệt vời nhá. Cơ hội chiến thắng ở đây. Giờ còn chạy ra đó cắt nó thôi là xong. Chờ đi một chút thôi, tôi sẽ qua được. Không qua. Ấy. Rồi qua đi. Đâu rồi, bắt đầu rồi. Mất dấu bả rồi, không được. Không được để mất dấu bả rồi mọi người. Mất dấu mà úp sổ mà không hay á. Đợi qua đã. Đâu? Có thấy ông nội đâu? Rồi ok nha. Mấy ông nội là cái đó là chế hay chế hay sao? Vậy nó chế nó cài mất ngoài gì á. Kiểu cài mod không chính thức hay sao ấy. Bên. Yes. Rồi. Phẳng liền. Quá hay. Anh nghĩ cái đó là mốt em. Mod đó chứ này không có đâu nè. Đâu có vụ ông nội bằng ngoại gì đâu. Ừ. Không, remake chơi rồi em ơi. Remake chơi rồi. Remake phá đảo rồi nha, không chơi lại. Rồi thôi, đêm nay đủ rồi mọi người. 3 tiếng rồi đó. Mai chơi game tiếp nha. Để mai đi nha, để mai chơi tiếp nha. Rồi bây giờ nghỉ ngơi. Classroom à, cũng được. Để anh coi mai còn game gì không rồi chơi lại nha. Rồi ok mọi người. Rồi nghỉ ngơi nha. Mai coi game gì hay chơi nha. Ừ. Nếu không có gì chơi classroom, chơi bằng ngoại phần 2 nha.